Chào luật sư Tiến Trung 518, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 129 của chương trình 4500 từ vựng tiến dụng thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất là từ phần can. Phần can nghĩa là bún khô hoặc là bánh phở khô. Phần can. Câu ví dụ thứ nhất: 我特别喜欢吃海鲜炒粉干. 我特别喜欢吃, tôi cực kỳ thích ăn hải xiên, hải sản, chảo, xào, phần can, bún khô. 我特别喜欢吃海鲜炒粉干. Câu ví dụ tiếp theo: phần can 泡30分钟就够了，不要泡太久. Phần can, bún khô, 泡, ngâm, 30分钟, 30 phút, chiều câu là đủ rồi. Bú yào, đừng, pao thai chiều, ngâm lâu quá. Phần can, pao 30分钟, chiều câu là, bú yào, pao thai chiều. Từ vựng tiếp theo là từ mì phần. Mì, trong từ ta mì là hạt gạo. Mì phần nghĩa là bún, tức là cái loại sợi làm từ gạo. Câu ví dụ thứ nhất: lái y hoạn níu rầu mì phẩn. Lái y hoạn, cho một bát níu rầu mì phẩn, bún bò. Lái y hoạn níu rầu mì phẩn. Câu ví dụ tiếp theo: 我在越南的时候早上经常吃米粉. 我在越南的时候, lúc tôi ở Việt Nam, 早上, buổi sáng, chính chẳng chư, thường xuyên ăn mì phẩn, bún. 我在越南的时候, chào sang, chính chẳng chư mì phẩn. Câu ví dụ tiếp theo: chú ý bù hào tờ lẫn chào mì phẩn. Mì phẩn hẳn đúng ý, nén chạy ý chỉ. Chú ý bù hào tờ lẫn, đây là cụm danh từ. Chúng ta dịch sau chữ tơ trước. Tơ là người mà. Chú ý, tay nghề nấu nướng, bù hảo, không giỏi. Chú ý bù hảo tờ dẫn, người mà tay nghề nấu nướng không giỏi. Chảo mì phẩn, xào bún. Mì phẩn, bún, hẳn rúng ý, rất dễ. Nén chảy chỉ, dính bết vào nhau. Chữ này vừa có một âm đọc là chan, vừa có một âm đọc là nén. Ở đây chúng ta đọc là nén các bạn nhé. Chú ý bù hảo tờ dẫn, chảo mì phẩn. Mì phẩn hẳn rúng ý, nén chạy ý chỉ. Từ vựng tiếp theo là từ phẩn sư. Phẩn sư nghĩa thứ nhất là miến làm từ đậu xanh hoặc là khoai tây hoặc là khoai lang hoặc là các loại hạt đậu. Và nghĩa thứ hai của nó là fan hâm mộ. Và từ này thì được dịch âm từ fans trong tiếng Anh, nghĩa là người hâm mộ. Câu ví dụ thứ nhất: 我喜欢吃凉拌粉丝。我喜欢吃, tôi thích ăn. Liáng bàn là món trộn, những cái gì mà trộn nguội gọi là liáng bàn. Liáng bàn phẩn sư, miến trộn. 我喜欢吃凉拌粉丝. Câu ví dụ tiếp theo: 炒粉丝前最好把粉丝放在水里泡一泡. 炒粉丝前, chén là trước khi, 炒粉丝, xào miến, 最好, tốt nhất. 把, câu chữ 把 chúng ta dịch động từ trước. Động từ ở trong câu này là phang, là đặt hoặc là để. 粉丝, miến, 在水里, ở trong nước. 泡一泡, ngâm một chút. 炒粉丝前, 最好把粉丝放在水里泡一泡. Câu ví dụ tiếp theo: 我是周杰伦的粉丝. 我是, tôi là, 周杰伦的粉丝, fan của Châu Kiệt Luân. 我是周杰伦的粉丝. Câu ví dụ tiếp theo: 我是李连杰的忠实粉丝. 我是, tôi là, 李连杰的忠实粉丝. Cụm danh từ chúng ta dịch xong chữ tơ trước. 忠实粉丝. Phận sư là fan, trung sứ nghĩa là trung thành và đáng tin cậy. Trung sứ phận sư, fan trung thành.
李连杰的果梨链接。我是李连杰的忠实粉丝。Ở đây có những bạn nào cũng là fan của Châu Kiệt Luân hoặc là fan của Lý Liên Kiệt thì các bạn viết ở phần bình luận để cho nó sự biết nhé. Từ vựng tiếp theo là từ khay phần. Phần sư là fan, còn khay là đen hoặc là tối. Và khay thì thường là mang nghĩa không tốt. Khay phần được dùng với nghĩa là anti-fan, tức là những người mà ghét một cái ngôi sao, một người nổi tiếng nào đó. Và nghĩa thứ hai của nó là bệnh đốm đen ở cây trồng. Nhưng mà thường khi nó đến từ khay phần thì người ta nghĩ đến nghĩa thứ nhất của nó với nghĩa là anti-fan. Câu ví dụ thứ nhất: Jin nian you hen duo xiao mai dou de le khay phần bing. Jin nian, năm nay, you hen duo, có rất nhiều xiao mai, lúa mạch, dou de le, đều bị khay phần bing, bệnh đốm đen. Jin nian you hen duo xiao mai dou de le khay phần bing. Câu ví dụ tiếp theo: Tha men shi mou ge ming xing de khay phần, dao chu khay na ge ming xing. Tha men shi, bọn họ là mou ge ming xing de khay phần. Khay phần nghĩa là anti fan. Ming xing nghĩa là ngôi sao showbiz, mou là nào đó. Mẫu cửa mình sinh là một ngôi sao showbiz nào đó. Tha mẫn sư mẫu cửa mình sinh tở khay phẩn. Bọn họ là anti-fan của một ngôi sao showbiz nào đó. Tao chủ khắp nơi. Khay thường với nghĩa là màu đen và nghĩa là tối. Ngoài ra nó còn có nghĩa là bôi nhọ hoặc là bôi xấu. Na cửa mình sinh ngôi sao đó. Tha mẫn sư mẫu cửa mình sinh tở khay phẩn. Tao chủ khay na cửa mình sinh. Câu ví dụ tiếp theo: Yêu vì ta phạm lỡ ta chùa, ý ye chư gian, ta lượng phẩn sư, biển chẳng lỡ khay phẩn. Yêu vì do ta phạm lỡ ta chùa, anh ấy phạm sai lầm lớn. Phạm chùa nghĩa là phạm sai lầm và phạm ta chùa là phạm sai lầm lớn. Ý ye chư gian là giữa hoặc là trong, ý ye một đêm. Ý ye chư gian nghĩa là chỉ sau một đêm. Ta lượng là số lượng lớn. Ta lượng phẩn sư, một lượng lớn fan hâm mộ. Biển chống lợ đã biến thành khay phẩn anti-fan. Yêu vì ta phạm lợ ta chùa, ý ye chư gian, ta lượng phẩn sư, biển chống lợ khay phẩn. Từ vựng tiếp theo là từ phấn bỉ. Phấn bỉ nghĩa là viên phấn hoặc là phấn viết. Phấn bỉ. Câu ví dụ thứ nhất: Lão sư dùng phấn bỉ trái khay bản sàng hoa lỡ ý cửa yuán chuan. Lão sư, thầy giáo, dùng phấn bỉ, dùng phấn trái khay bản sàng là ở trên bảng, hoa lỡ ý cửa yuán chuan, vẽ một hình tròn. Ở đây cấu trúc trái xong đến nơi trốn rồi đến động từ, chúng ta dịch động từ trước. Trái khay bản sàng hoa lỡ ý cửa yuán chuan, vẽ một hình tròn lên trên bảng. Lão sư dùng phấn bỉ trái khay bản sàng hoa lỡ ý cửa yuán chuan. Câu ví dụ tiếp theo: Xiao hái zi dou bì jiào xì huan dùng phấn bỉ trái chiáng sàng hoa hoa. Xiao hái zi, trẻ em, dou bì jiào xì huan, đều khá là thích dùng phấn bỉ, dùng phấn trái chiáng sàng hoa hoa, vẽ lên trên tường. Xiao hái zi dou bì jiào xì huan dùng phấn bỉ trái chiáng sàng hoa hoa. Câu ví dụ tiếp theo: Yuán chú bì xìa de zi hèn nán chá diào, suo yi wo yong phấn bì xìa. Yuán chú bì xìa de zi, đây là cụm danh từ, chúng ta dịch sau chữ tơ trước, zi là chữ. Yuán chú bì nghĩa là bút bi. Yuán chú bì xìa de zi nghĩa là chữ viết bằng bút bi. Hèn nán, rất khó. Chá diào, xóa đi hoặc là lau đi. Suo yi, cho nên. Ủa dùng phấn bí xỉa, tôi dùng phấn để viết. Yuán chú bí xỉa tờ zi hẳn nán chá điào, suo yi ủa dùng phấn bí xỉa. Từ vựng tiếp theo là từ phấn mùa. Phấn mùa nghĩa là bột hoặc là bụi.
Câu ví dụ thứ nhất, 小麦磨成的粉末就是我们吃的面粉. 小麦磨成的粉末, phần mua nghĩa là bột, 小麦 lúa mạch, 磨成 là nghiền thành. 小麦磨成的粉末, bột nghiền từ hạt lúa mạch, 就是 chính là 我们吃的面粉, 面粉 nghĩa là bột mì, 我们吃的 mà chúng ta ăn. 小麦磨成的粉末就是我们吃的面粉. Câu ví dụ tiếp theo, 老师用粉笔写字，讲台上常常留下一层白色的粉末. 老师 giáo viên dùng phấn bỉ dùng phấn xỉa chữ viết chữ, giảng thái sang trên bục giảng, tráng tráng thường liếu xỉa để lại y chấn một lớp bái sửa tờ phần mua, phần mua là bột, bái sửa tờ màu trắng, phần mua là bột hoặc bụi, bái sửa tờ phần mua bụi màu trắng. Lão sư dùng phấn bỉ xỉa chữ, giảng thái sang trắng trắng liếu xa y chấn bái sơ tờ phần mùa. Câu ví dụ tiếp theo, mỗi thiên chào sang khơ y bê giang hoàng phần mùa phao phong mì khơ y trừ vây bình. Mỗi thiên chào sang mỗi buổi sáng khơ y bê uống một ly giang hoàng phần mùa là bột nghệ, phao phong mì pha với mật ong, khơ y có thể trừ chữa trị vây bình bệnh dạ dày. Mỗi thiên chào sang khơ y bê giang hoàng phần mùa phao phong mì khơ y trừ vây bình. Câu ví dụ tiếp theo, chơ thái phần xuôi chi khơ y bả rân hờ đông xỉ xuôi chấn phần mùa. Phần xuôi chi nghĩa là máy nghiền, chơ thái phần xuôi chi cái máy nghiền này khứ ý có thể bả rân hứa đông xỉ xoay chấm phần mô. Câu chữ bả thì chúng ta dịch động từ trước, xoay là nghiền, chấm là thành, phần mô là bột, rân hứa đông xỉ nghĩa là bất cứ thứ gì. Bả rân hứa đông xỉ xoay chấm phần mô, nghiền bất cứ thứ gì thành bột. Chưa thái phần xoay chi khứ ý bả rân hứa đông xỉ xoay chấm phần mô. Từ vựng tiếp theo là từ phần xưa hoặc là phần hồng xưa, nghĩa là màu hồng. Câu ví dụ thứ nhất, xéo nữ hái y ban tâu xỉ hoan phần hồng xưa. Xéo nữ hái, các bé gái, y ban tâu thường đều xỉ hoan thích phần hồng xưa, màu hồng. Xéo nữ hái y ban tâu xỉ hoan phần hồng xưa. Câu ví dụ tiếp theo, 我觉得男人穿粉色的衣服看起来会很娘. 我觉得, tôi cảm thấy, 男人, đàn ông, 穿, mặc, 粉色的衣服, quần áo màu hồng, 看起来, trông, 会, sẽ, 很娘, rất ái. 我觉得男人穿粉色的衣服看起来会很娘. Câu ví dụ tiếp theo, 我想把墙壁涂成淡粉色. 我想, tôi muốn, 把墙壁涂成淡粉色. Câu chữ 把 chúng ta dịch động từ trước, 涂 nghĩa là sơn, 墙壁 là bức tường, 成 thành, 淡粉色 màu hồng nhạt. 我想把墙壁涂成淡粉色. Từ vựng tiếp theo là từ phần xoa nghĩa là quét hoặc là sơn tường. Câu ví dụ thứ nhất, 那面墙褪色了，我决定明天把它再粉刷一遍. 那面墙 bức tường đó 褪色了 phai màu rồi. 我决定 tôi quyết định 明天 ngày mai 把它再粉刷一遍. 再粉刷一遍 nghĩa là sơn lại một lượt. 把它再粉刷一遍 sơn lại nó một lượt. 那面墙褪色了，我决定明天把它再粉刷一遍. Câu ví dụ tiếp theo, 为了省钱，我买了油漆和毛刷
自己来粉刷墙壁。为了得省钱tiết kiệm tiền, 我买了, tôi đã mua 油漆, sơn, 和毛刷và chổi. 自己来呢, tự mình làm một việc gì đó. 粉刷墙壁, sơn tường. 为了省钱, 我买了油漆和毛刷, 自己来粉刷墙壁。câu ví dụ tiếp theo, 儿子快要结婚了, 我想把房子重新粉刷一遍。儿子con trai快要什么什么了, là sắp gì đó rồi. 儿子快要结婚了, con trai sắp kết hôn rồi. 我想, tôi muốn, 把房子重新粉刷一遍。重新粉刷là sơn lại. 重新粉刷一遍, sơn lại một lượt. 把房子重新粉刷一遍, sơn lại căn nhà một lượt.儿子快要结婚了，我想把房子重新粉刷一遍。Từ vựng tiếp theo là từ phấn xoa giang. Giang là người thợ, phấn xoa giang nghĩa là thợ quét sơn, còn gọi là thợ sơn tường. Phấn xoa giang. Câu ví dụ thứ nhất, 我想请两个粉刷匠来把家里的墙壁都粉刷一遍。我想请, tôi muốn tìm, 两个粉刷匠, hai thợ sơn, 来, đến, 把家里的墙壁都粉刷一遍. Câu chữ 把 chúng ta dịch động từ trước. 都粉刷一遍, nghĩa là đều sơn lại hết một lượt. 家里的墙壁 là những bức tường ở trong nhà. 把家里的墙壁都粉刷一遍, sơn hết một lượt những bức tường của căn nhà.我想请两个粉刷匠来把家里的墙壁都粉刷一遍。câu ví dụ tiếp theo, 这位粉刷匠的技术真好，把破烂的房子变成像新房子一样。这位粉刷匠的技术 đây là cụm danh từ làm chủ ngữ ở trong câu này, 技术 là kỹ thuật hoặc là tay nghề. 这位粉刷匠的của người thợ sơn này chân hảo, tốt thật đấy. Bà phô lan tập phán chữ biên chấm xem xin phán chữ ý hàng. Câu chữ bà chúng ta dịch động từ trước, biên là biến, phô lan tập phán chữ là cái căn nhà cũ kỹ hoặc căn nhà rách nát. Chấm thành, xem giống như, xin phán chữ là căn nhà mới, xem sợ mà ý hàng giống như cái gì đó, xem xin phán chữ ý hàng giống như nhà mới vậy.这位粉刷匠的技术真好，把破烂的房子变成像新房子一样。Câu ví dụ tiếp theo, 每一套漂亮的房子都离不开粉刷匠的功劳。每一套漂亮的房子，房子的căn nhà, 漂亮, xinh đẹp, 套là lượng từ cho từ房子, 每一套漂亮的房子,mỗi căn nhà đẹp, tâu đều lý bù khai, không tách rời được hoặc dịch là không thể thiếu được. Phần xoa chàng thợ công lao, công lao là công lao, phần xoa chàng thợ của thợ sơn tường. Mấy ý thảo phèo là thợ phán chữ tâu lý bù khai, phần xoa chàng thợ công lao. Từ vựng tiếp theo là từ phần xuê. Xuê nghĩa là vỡ.Phần xuê nghĩa là vỡ vụn hoặc là nát vụn hoặc là làm cho nát vụn. Câu ví dụ thứ nhất, Tha bù xiao xin bà trá bê xoay lờ cửa phần xuê. Tha bù xiao xin, anh ấy không cẩn thận, bà trá bê xoay lờ cửa phần xuê. Xoay nghĩa là làm rơi, trá bê nghĩa là cái cốc uống trà, phần xuê nghĩa là vỡ vụn.Bà trá bê xoay là cửa phận xuê, làm cái cốc rơi khiến nó vỡ vụn. Tha bù xiao xin bà trá bê xoay là cửa phận xuê. Câu ví dụ tiếp theo, Tha bà phê chữ phàng dài xuê chữ chí lý chảo đờ phận xuê. Tha cô ấy, câu chữ bà chúng ta dịch động từ trước, phàng nghĩa là đặt hoặc là để, phê chữ giấy lộn.在碎纸机里, vào trong máy nghiền giấy.
Xuôi chữ chi là máy nghiền giấy. Chảo nghĩa là quay hoặc là quyện hoặc là khuấy. Chảo được phấn xuôi, quay thành nát vụn. Tha bả phây chữ phản trái xuôi chữ chi lý. Chảo được phấn xuôi. Câu ví dụ tiếp theo. Tha được múa thua chưa? Bảy trao sụ đỡ chỉ chưa? Choang đỡ phấn xuôi. Tha đỡ múa thua chưa? Xe máy của anh ấy. Bảy bị trao sụ đỡ chỉ chưa? Chỉ chưa là xe ô tô. Trao sụ đỡ chạy quá tốc độ. Choang nghĩa là đâm hoặc là va hoặc xô. Choang đỡ phấn xuôi, đâm cho nát vụn. Tha đỡ múa thua chưa? Bảy trao sụ đỡ chỉ chưa? Choang đỡ phấn xuôi. Và tiếp theo chúng ta có cụm từ phận xuôi xiềng củ chứa. Củ chứa là gãy xương, phận xuôi xiềng là mang tính chất nát vụn hoặc là gãy vụn. Phận xuôi xiềng củ chứa nghĩa là gãy xương mảnh vụn. Câu ví dụ thứ nhất. Tha chống múa thua chưa sang, xoay lợi xả lái. Chúa sầu phận xuôi xiềng củ chứa. Tha chống anh ấy từ múa thua chưa sang trên xe máy. Xoay lở xe lại, ngã xuống. Tha chống múa thua chưa sang, xoay lở xe lại. Anh ấy ngã từ trên xe máy xuống. Chúa sổ, tay trái. Phận xuôi xiềng củ chứa, gãy xương mảnh vụn. Tha chống múa thua chưa sang, xoay lở xe lại. Chúa sổ, phận xuôi xiềng củ chứa. Câu ví dụ tiếp theo. Xin bù xin, bù bá nì tả chống phận xuôi xiềng củ chứa. Xin bù xin, mày có tin gì đó hay không? Ủa bá nỉ tả chấn, ta đánh mày thành phận xuôi xin củ chứa, gãy xương mảnh vụn. Xin bù xin, ủa bá nỉ tả chấn, phận xuôi xin củ chứa. Thưa các bạn, đến đây thì Trần Đạo Sư đã cùng các bạn đọc và phân tích xong từng câu bài hôm nay rồi. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại với giọng đọc rất chuẩn của bạn Ngũ Xẻo Chuyên nhé. Bye bye! Đi 129 集粉干，粉干，我特别喜欢吃海鲜炒粉干。我特别喜欢吃海鲜炒粉干。粉干泡30分钟就够了。不要泡太久。粉干泡30分钟就够了。不要泡太久。米粉。米粉。来一碗牛肉米粉。来一碗牛肉米粉。我在越南的时候，早上经常吃米粉。我在越南的时候，早上经常吃米粉。厨艺不好的人炒米粉，米粉很容易粘在一起。厨艺不好的人炒米粉，米粉很容易粘在一起。粉丝，粉丝。我喜欢吃凉拌粉丝。我喜欢吃凉拌粉丝。炒粉丝前，最好把粉丝放在水里泡一泡。炒粉丝前，最好把粉丝放在水里泡一泡。我是周杰伦的粉丝。我是周杰伦的粉丝。
我是李连杰的忠实粉丝。我是李连杰的忠实粉丝。黑粉，黑粉。今年有很多小麦都得了黑粉病。今年有很多小麦都得了黑粉病。他们是某个明星的黑粉，到处黑那个明星。他们是某个明星的黑粉，到处黑那个明星。因为他犯了大错，一夜之间，大量粉丝变成了黑粉。因为他犯了大错，一夜之间，大量粉丝变成了黑粉。粉笔，粉笔。老师用粉笔在黑板上画了一个圆圈。老师用粉笔在黑板上画了一个圆圈。小孩子都比较喜欢用粉笔在墙上画画。小孩子都比较喜欢用粉笔在墙上画画。圆珠笔写的字很难擦掉，所以我用粉笔写。圆珠笔写的字很难擦掉，所以我用粉笔写。粉末，粉末。小麦磨成的粉末就是我们吃的面粉。小麦磨成的粉末就是我们吃的面粉。老师用粉笔写字，讲台上常常留下一层白色的粉末。老师用粉笔写字，讲台上常常留下一层白色的粉末。每天早上喝一杯姜黄粉末泡蜂蜜，可以治胃病。每天早上喝一杯姜黄粉末泡蜂蜜，可以治胃病。这台粉碎机可以把任何东西碎成粉末。这台粉碎机可以把任何东西碎成粉末。粉色，粉红色。粉色，粉红色。小女孩一般都喜欢粉红色。小女孩一般都喜欢粉红色。我衣柜里的衣服大部分是粉红色的。
我衣柜里的衣服大部分是粉红色的。我觉得男人穿粉色的衣服看起来会很娘。我觉得男人穿粉色的衣服看起来会很娘。我想把墙壁涂成淡粉色。我想把墙壁涂成淡粉色。粉刷，粉刷。那面墙褪色了，我决定明天把它再粉刷一遍。那面墙褪色了，我决定明天把它再粉刷一遍。为了省钱，我买了油漆和毛刷，自己来粉刷墙壁。为了省钱，我买了油漆和毛刷，自己来粉刷墙壁。儿子快要结婚了，我想把房子重新粉刷一遍。儿子快要结婚了，我想把房子重新粉刷一遍。粉刷匠，粉刷匠。我想请两个粉刷匠来把家里的墙壁都粉刷一遍。我想请两个粉刷匠来把家里的墙壁都粉刷一遍。这位粉刷匠的技术真好，把破烂的房子变成像新房子一样。这位粉刷匠的技术真好，把破烂的房子变成像新房子一样。每一套漂亮的房子都离不开粉刷匠的功劳。每一套漂亮的房子都离不开粉刷匠的功劳。粉碎，粉碎。他不小心把茶杯摔了个粉碎。他不小心把茶杯摔了个粉碎。他把废纸放在碎纸机里，搅得粉碎。他把废纸放在碎纸机里，搅得粉碎。他的摩托车被超速的汽车撞得粉碎。他的摩托车被超速的汽车撞得粉碎。粉碎性骨折，粉碎性骨折。他从摩托车上摔了下来，左手粉碎性骨折。
他从摩托车上摔了下来，左手粉碎性骨折。信不信我把你打成粉碎性骨折？信不信我把你打成粉碎性骨折？